Qua đi cô, qua cúc viếng cô Sáu nè cô. Ừ, mình mua hoa viếng cô Sáu nha con. Dạ mẹ. Cậu cho hai bó hoa cúc trắng. Ờ mẹ ơi, sao mình không mua hoa vàng hay là hoa màu tím mà mua hoa cúc trắng vậy mẹ? Đâu có được con, viếng cô Sáu là chỉ mua hoa cúc trắng thôi. Con với mẹ đã mặc màu trắng rồi, mua màu trắng nó nhìn thấy buồn quá vậy mẹ. Để mẹ kể con nghe. Dạ. Vào năm 1947 á, thì lúc đó cô Sáu á, mới có 14 tuổi thôi mà đã là chiến sĩ trinh sát của đội công an xung phong đất đỏ. Thì Tết Canh Dần á, năm 1950 thì cô Sáu tình nguyện tìm việc bọn ác ôn vào chợ đất đỏ để mà quê của cô để mà cướp bóc á. Thì vào tháng 4 á, năm 1950 á, thì cô Sáu bị bắt và bị giam ở Khám Chí Hòa. Lúc đó là cô Sáu chưa có đủ tuổi thành niên. Bọn Pháp á, là mở phiên tòa xử án cô là án tử hình. Cũng vì không đủ tuổi thành niên nên Pháp mới sợ dư luận á, là phản đối, nên á, là quyết định đưa cô ra Côn Đảo để mà hành quyết. Thì vào lúc 4 giờ sáng ngày 21 tháng Giêng 1952, tàu đã đưa cô với 40 tù chính trị và 3 tử tù nữa vượt biển để ra Côn Đảo. Hai ngày sau, tức là ngày 23 tháng Giêng năm 1952, cô Sáu đã anh dũng hy sinh khi chưa tròn 20 tuổi. Lúc mà đến đài hành quyết á, cô Sáu là yêu cầu là mở khăn bịt mắt và nói: yêu đất nước mình, chống thực dân không phải là một tội. Tòa tuyên án tử hình. Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Cô nói đúng rồi đó, bởi vì cô Sáu mất lúc còn con gái, cho nên mọi người dùng hoa cúc trắng để tượng trưng cho sự trong trắng của cô. Mẹ ơi, cô đúng là một vị nữ anh hùng trong lòng con đó mẹ. Con thật là ngưỡng mộ cô mẹ. Đời đời con sẽ khắc ghi công ơn của cô. Mình đi viếng cô nha mẹ. Đi cơ. Dòng hát vẫn như con vang dội.